Đó, trời ơi, trai tưởng nè. Ngon lạnh, ngon lạnh. Trời ơi, thêm con nữa nè, hai con luôn. Cái giò luôn, cái giò luôn. Trai tưởng luôn, trai tưởng luôn. Chụp, 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 bắt vô, bắt vô, bắt vô. Rồi, cả nhà bây giờ là cháo đã nấu rồi nè, cá giờ bỏ vô nè, ăn tại bàn luôn. Lần đầu tiên trong nồi cháo có cá giò. độc lạ trời Vinh nha, cá giò nấu cháo nha cả nhà. Lòng tông, gỡ lòng tông đây, gỡ lòng tông đây. Đưa đó, cho nó đựng lòng tông luôn. Đấy. Xuống giờ kéo ba muỗng ơi. Ba muỗng không có đánh rồi. Đó, chạy ra lớn lớn cho nó rút nhanh như lẹ xíu. Rút ra lớn lớn lại đi. Ừ. Nó bự nước luôn. Giờ cái kia ra. Rồi vô rồi. Vô cái gì rồi? Nó chạy quanh quá trời luôn nè, chạy hết luôn. Trời ơi, cái dầu nè, quá trời nó đây nè. Trời ơi, nè, nó chạy rồi, chạy hết nè. Ôi ơi, chạy không, quê nó có tài tượng ba lớn chứ à. Quá trời cá mọi người ơi. Đây vòng vòng đây giờ nó đang cạn, nó đang chạy xuống nè, chạy ngược lên, trời ơi, tay tượng nằm kìa. Đó, tay tượng nằm đây, ngay chỗ này luôn nè. Quá trời tay tượng rồi. Rồi, cá chạy ngược lên kìa. Cá chạy ngược lên quá trời luôn. Trời ơi trời. Cái gì vậy đây? Vậy cũng làm được đó hả? Vậy cũng làm được đó trời. Chơi vô tụi con to. Vậy cũng làm được luôn. Thua. Làm láng à, đậu má là quá đói rồi, quá đói rồi mấy bạn ơi. Quá trời luôn, vậy cũng làm được nữa. Ở nào nó cũng làm được đó. Bào quá trời bào rồi. Ngoài bơi bơi ra, bơi cho nó chạy. Đứng chỗ đó bơi bơi cho chạy đi. Rồi đứng chạy xuống à. Rồi chạy ngược lên nè. Giờ chạy ngược lên quá trời. Bành ra, bành cái lỗ đó kìa. Bươi sình lên. Bươi sình lên. Đó.
sâu là nước nó hút hết cái gì. Vét sình ra là ngồi đó cạn nhách gì mà. Còn mấy kéo cái máy xích lại đây. Dạ nó chạy ngược lên nè. Cái vô, cái phi, cái lóc chạy ngược lên. Hả? Cái ống đầu muốn nè. À chạy qua khai xuống cái ống đầu muốn nè. Có lợi không? Không. Không có lợi, bỏ túi này đi. Không có, có sơn, đâu muốn có sơn qua à. Sơn qua là nước nó chảy xuống mà. Cứ khai ra muốn đi, khai ra muốn đi. Hãy, hãy, hãy. Bường, bường qua mấy bên bệnh đó hãy. Đúng rồi. Ừ, ừ, sáng qua. Kéo cái đường đó là... Ừ, ngạo vô nè. Trời ơi, coi có cá luôn á. Chính xác, tìm có cá đó nha. Đó. Vé cầu muốn rồi, nước nó mạnh rồi à. Kéo cái cục nó ra luôn quay. Đúng rồi. Trời ơi, cá chạy kìa. Trời, hết, hết, hết. Dục qua, dục mạnh qua. Rồi, lụm bỏ vô luôn. Về máy đi. Quấy à. Dạ giờ kéo nó ra. Không nghĩ là kéo ở trên ra thôi. Dẹt dẹt nó ra. Rồi muốn nó muốn nó chết á. Bơi 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 tụt nó ra luôn. Đúng rồi. Lội sát mé quý ơi, đừng có lội ở ngoài mà, ngoài ngoài, lội ngoài rồi nó giống chân á. Đúng rồi, cào ra. Lấy đầu mò sao đi, người đẩy mò. Không để mình em đẩy cho, đi mò đi. Mày đi cặp mé. Để cho, đi lấy nè không? Để đi cặp mé, đừng đi chính giữa. Vậy đẩy chính giữa mà. Đi. Đẩy đẩy thở tôi mới sợ. Phương này quá trời thình rồi, đẩy đổ tôi mới sợ. Quá trời xình luôn. Hỏi coi cây này nãy ngủ rồi. Qua. Qua trời ba cái bản không uống. Bắt cá đuôi đã. Bỏ để họ không quay.
cố lên. Quá trời mưa nè ơi. Thua bển không có lóc luôn. Cái gì thua? Cái gì? Cá cá nuôi không à, không có cà phê giống thấy luôn. Chưa, nó gom khúc này nè. Vừa nhóc. Vậy à. Vừa nhóc. Bỏ bỏ cà phê với tay tượng về thả hồ quý ơi. Rồi, đại cái đi. Chết tàu. Đó đó. Đó, vô chạy luôn nè, lên hen. Chạy luôn rồi. Cái trời. Kỳ vậy. Rồi cái trời chạy lúc dưới kìa kìa kìa. Cà phê, cà phê. Anh Hải nói còn cái vò nhỏ anh nhận cái trời. Cái trời đó, cái trời. Giật tắt cái nữa đi. Đứng luôn anh được. À, má anh đứng luôn rồi. Hẹn lại chim nó đứng hình luôn rồi. Tại điện thoại nóng quá vậy. Chắc điện thoại nóng quá. Rồi. Thấy đi vô sọt đi. Trê. Trê trê trê. Trê quăng lên. Sao không á. Không 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 nè. Không không. Ây da kiếm. Ê trời ơi đụng muốn chọc mày. Cái gì vậy? Trê bánh chụp chụp như đúng rồi luôn. Cái trời mày trống vậy ông nội. Đúng rồi. Bắt đi thôi để hồi khỏi bắt. Đúng rồi. Cái trời nó hay lắm. Được chưa? Bắt luôn rồi. Ở trong ở ngày tháng cù đó đó. Mò mò tao cày lá. Trời ơi trời, tức cái loài chim á. Trời chết hồ à. Trời qua cái trời. 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 Vậy chứ có nổ súc lên luôn vậy. Đó, trời ơi, trai tượng nè. Con lạnh, con lạnh. Trời ơi, thêm con nữa nè, hai con luôn. Cái giò luôn, cái giò luôn. Trai tượng luôn, trai tượng luôn. Chụp, 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 bắt vô, bắt vô, bắt vô. Quá rồi. Lẹ, 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 lẹ. Cầm tăng này rất sầu sẻ. Nước nó kiểu nó lộng bổng. Mày nhóc nè, mày đâu hả? Quý. Trời ơi, thấy cái gì vậy? Thấy lại, thấy lại. Từ từ, từ chia cái bắt, từ từ. Bắt khúc nào, bắt khúc để bắt tùm lum cho vậy. Quý, quý, cá phi vô lưng em nè. Đâu? Đó. Em tạt chỗ đó là chuyện nó lâm vô tay á. Đi rồi. Đang bắt cái này thảy. Bắt cái khúc này lên, thảy lên rồi bắt cái này về trong thảy vô hồ nhà chứ đi. Quay tới. Nãy đi lại cái điện thoại nóng quá nó rớt lên rớt xuống hoài luôn mọi người. Nó rớt lên chim hoài luôn. Mong cả nhà thông cảm nha. Giờ rồi cả nhà vô bấm thích thích với lại chia sẻ giùm đi mọi người ơi, chia sẻ livestream đi mọi người. Đây nè, đang bắt thả nè. Đây nó đi nó vào một cục ở đây quá trời nè. Quý đang bắt cá vô đi quý. Không xẻ. Bắt gì bắt, bắt xẻ với lại đi, xẻ gì bắt tới đâu hay tới đó. Mày không biết là nó khôn nó ba cái sình như cái chết á. Bắt đại thì thấy vô đây. Ừ. Chết tới tượng. Đây mặt luôn. Không. Thằng cho vô thao. Quá trời mặt ra nè. Ủa cái gì vậy trời? Thấy vô, thấy vô, thấy lên, thấy lên. Con cái gì đây? Con gì đây? Con cá gì, con cá gì? Không thấy được. Trời ơi, quá trời cả nhà ơi. Cả nhà ơi, xem livestream nhớ chia sẻ giùm trường cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tay bắt không kẹp, hối hối hả? Ừ, tao đang bắt không kẹp mà cứ hối hoài. Có phi đâu có ấy không à. Đừng dục lên nữa. Để về chơi. Đừng dục lên nữa hả? Đừng dục lên nữa. Từ từ đi, đừng dục lên nữa. Cho nó về về nhà ăn kiến đi. Sao kẹp, nó chuối không rồi. Giờ lớp sừng khúc này đi. Đâu, nó chuối không rồi. Không kéo sừng khúc này, anh hai đừng cho. Cái trai bự không, cái trai bự không? Đuổi mẹ nó, em xuống dưới rồi. Còn cái sọt nữa đâu.
bắt cá giò đẵn rồi. Nè. Để sọt nó đâu không bỏ gì sọt. Trời ơi, nó kéo rồi, nó túi không rồi. Nè, kéo sình qua, đất không về đi, cho đi đi hay sao? Lên ngoan. Từ từ. Nó chạy nó túi không rồi. Nó thấy cái lóc hay gì rồi, nó chạy. Nè, dòm nè. Nó vuốt vuốt bằng tay luôn á. Đổ té hết cái đường luôn à. Ê, cá này nó nấu cháo được không? Nấu cháo rồi. Rồi, dùng lên nha. Từ từ đi. Hết cái đường các bội ơi. Để bắt ơi. Nè, không chết gì, nó chuối không à. Lên. Vô. Đừng bắt rồi. Chút tôi bao luôn đi. Thôi. Đổi bao rồi đem. Đổi bao về mặn luôn á. Ừ. Cái này chết luôn. Rồi chặn lại đi, chặn lại cho nó ngồi về đi. Đừng đụng nó nữa. Về thả hai ba con cá nữa ra đây đi. Chặn lại đi. Mua xịn tấn ơi. Đừng lên nữa. Đâu rồi. Má để tao kiếm tao bên lo đầu. Đá bờ. Đá bờ quy. Thả hai cá ra chưa? Rồi rồi. Đừng cày ở đất ở dưới mày, đất lên dưới mày một trên gì cá nó đang chạy xuống mà. Nó xuống sao còn nhóc nữa nè. Ủa đó cái cây có phút mẹ bóng lưỡng nè. Nó lùa cái này là nó xuống vô đó rồi cũng bụng ngẫm nữa. Ngồi để bắt hồi lại cái nữa. Bắt từ từ thôi, không bắt hôi lại nữa. Chỉ máy. Cái chừng dỡ đập đi hết à. Để nó đi. Không gấp. Trời ơi, nó nhảy rồi. Đang đắp đập cái nhau ơi. Một cái động dưới nó nữa, cho nó chạy về đi. Chỗ này nhiều lắm. Trời ơi, đủ mấy cái chạy về không chạy còn ở đó nó trời. Hết thấy mặt thằng trời luôn rồi. Cá nó nhảy ra. Bình tĩnh. Hết thấy mặt trời. Rồi cái đồ anh. Rồi bớt chữ thề đi nè. Chơi đủ hết đi. Người ta ở đây tao mồm chết mày. Tao hết rồi. Cái trời nãy bự lắm. Nè, nãy đắp cái này chúng nó đi. Đắp rồi đó, xình mà. Dài lên đi. À, cá tai tượng nè, rồi cá phi nè, cá trê nè, rồi cá giò đó mọi người ơi. Chúc mọi người xem live Trường vui vẻ nha. À, cả nhà xem live cho Trường xin ít tim với chia sẻ like nha mọi người. Tự nhiên gần 100 người xem mà biết bị gì rớt xuống rồi, rớt like thôi. Rồi, nó quần rồi. Đụng nhau. Thôi kìa, quần rồi. Gần 100 người xem, tự nhiên mấy ông chữa thệ rớt xuống rồi. Bớt chữa thệ đi. Quốc vô ba ly vô cổ. Cá tượng còn nhiều. Giờ ngồi đây bắt nè. Cá phi làm gì nữa? Giờ bắt đi, nó chạy vô không mấy xách xe chạy về giết nữa đâu mà. Bỏ cá phi đây, cái bao đâu? Cái bao này kìa, nó đắp bèo, nó đắp bờ dưới rồi hả? Đi nè. Đắp bờ lại. Lụm đi. Bắt luôn đi. Dùng lên đây con chở ra, dùng lên đây. Cứ bắt dùng chân lên hết đây con chở về cho. Trời ơi, lụm cá, lụm không kẹp nữa mà. Cá phi từ từ bắt cái bàn con cá nãy cần thiết bắt đi. Bắt đi. Trời ơi, quá tài nè. Phi tượng gì từ lửa tương nè mọi người ơi. Trời ơi kìa. Cá trê 2kg không? Quá đã rồi, từ từ. Cá trê trắng đây nè. Cá
cái rắn đang đó nè, đó. Cứ thảy lên đây, thảy lên đây, thảy lên đây, trả về cho, lấy xe tay móc trả về cho. Bánh dưới đi. Nè, cái đó hay gì kìa. Bánh đi, bánh đi. Nè, con trai kìa, con trai, con trai, Phi. Phi. Phi rồi. Đổ vô bao đây con chở về một cái rẹt bọt bà nhanh lắm. Ừ. Đổ vô bao đi. Đổ vô bao đại đi rồi con chở về cái một rồi. À, cái tay tượng, cá phi, cá dồ mọi người ơi, đây là giống như cá thiên nhiên cũng một ít mà cá đó cũng có thả thả giống một ít nữa. Cái mẹ đi rồi bỏ vô cái hộp luôn. Dục lên luôn, dục lên luôn. Cá phi nè nè. Nè nè. Phi luôn, phi 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 phi. Bỏ ngoài. Ừ. Nó mới ngồi ấy lên rồng. Đi trở lại. Quá trời tay tượng, tính ra tay tượng cũng còn nhiều phết chứ. Tại do không lớn thôi. Quy, rửa em rửa thêm một cái bao nữa Quy. Dạo 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 lại đi Quy. Ừ. Dạo dạo đi, dạo đi, dạo đi. Chạy bọc kìa kìa. Chạy bọc qua đây kìa. Đấy, đầu đầu lưới kìa bên. Có Phi. Đầu lưới đó, nó chạy ra đó nhảy lại lấy bao nhóc kìa nó để lóng lóng rồi. Chào Thành An nha, trời ơi ai nói chứ ở đây là mình kiếm cá phi bự ăn không ra nữa. Ừ, nó ngớp lên rồi. Không, tay tượng này về rộng nuôi lại nha anh Hoa Hòa 99 ơi. Tại vì bây giờ mình hồ bây giờ mình vét hồ á, mình bắt buộc mình phải bắt về hết. Hồ này để ngoài ruộng mà, hồ này hồ ngoài ruộng. Được không? Đây là nguyên cánh đồng vậy, hồ này hồ ruộng. Giờ vét lại hết. Nhưng được cá phi. Rồi nãy nằm luôn rồi cả nhà. Tấm sạch nhiều quá cả nhà. Cái này là tấm bùn, tấm bùn, tấm bùn. Sẵn quá tấm bùn cho đem bớt á. Trời ơi cái bao. Lại hộp cái bao luôn ơi. Xô hem cho cả nhà xem luôn. Bao gì kỳ cái bao ơi, là bao à. Điểm luôn. Cái này quần tăng hồi bắt hôi lại nhau cả nhà nha. Má cá tê giờ nó tu rồi. Không hồi nó quần bắt hôi lại được hết trơn. À. Em ơi, em đừng có thảy lung tung nữa, thảy là chỗ nào có điểm thôi, thảy ngồi bắt không kịp nó ngập nắng hết trơn á. Cái thùng kìa. Đó. 37, 37. Đó, xạo xạo, xạo xạo, xạo xạo. Đẩy lên, đẩy lên. Còn nhiều lắm. Nè. Con nào bự để là con chịu nha. Hồi về là có tẻ có nhóc. Đúng lỗ, đúng lỗ, đúng lỗ. Không mà nói dạ ở nhà nha. Giờ cũng còn hơn. Cá sớm giờ bắt, sớm giờ lội tả giờ về. Làm đi. Con bắt con thì tá nãy chắc cũng hơn 100 kg rồi đó. Bắt hồi nãy đem về mấy cá bự á, hơn 100 kg quá. Chung cá vừa cá thả gì cá này cũng bán gần 100. Hơn 100 kg á. Nãy cái nội nãy hai ba cái sọt cá tay tượng hay là gì? Đậm gì? Đậm đen, tân đậm đen luôn. Cái nhỏ đó nó làm nửa vỏ á. Mấy nãy con chở về cũng cỡ có hai. Nói chung là con chở đợt đầu á, nội cá phi đợt đầu không có nha. Cá mà cá này kia thả nhiều luôn á. Tại nó bèo những khoảng 20-30 kg rồi đó. Tân có giỏi việc nước không Tân? Không. Không. Vậy rồi cả nhà bây giờ là khâu sơ chế cá. Nói chung là cái này cũng hạn chế quay nè. Mình sơ sơ chứ không muốn quay cảnh. Như vậy cả nhà đừng rời màn ảnh nha. Một xíu nữa anh em sẽ quay khâu chế biến nha cả nhà. Cơm nhầm bụng đi. Ngon thiệt. Có bóng tượng. Bông bông mang.
lên ăn có vàng có bạc nhà ta kêu bằng mặn. Hello, chào cả nhà nha. Thì giờ cá mắm giờ làm xong hết ra rồi mọi người. Thì giờ đang nấu nồi cháo với lại cá ngồi muối xương qua cái mình chiên lên nữa cả nhà. Bây giờ đang nấu nồi cháo, đang phi hành tỏi bỏ vô nồi cháo nó thơm mọi người. Này quậy đục nước nhà bố vợ cũng tăng móc luôn. Nhẹ nhẹ cái đó anh Tân. Sụp cái đó à, thấy đấy giờ đụng gì ư đó đó. Đụng tới cái búa rồi xúc cán. Đạp máy, máy hư. Làm biết làm ăn được gì nữa. Quá quá trời. Kiếm còn đây làm gì vậy? Nước mắm. Trời ơi. Anh lấy bịch bột ngọt anh. Có khui sẵn chưa? Chưa. Không, khui ra, khui ra. Khui ra hả? Khui ra cho xà đi. Quá đã bằng cháo cả nhà ơi. Rồi lấy cái dĩa vớt mấy con cá ra trong mười luôn. Ấy mình để trong đánh giảm được hay là sao mà bà ấy. Úc vô đó đi, ngồi xay. Dĩa đây. Dĩa đây. Nấu nướng mà toàn là để trường nấu rồi một con không đây, nấu một đây mai mua cần lại đây tí đi tí đi không tặng mắm thử sẵn cho con phụ nước mắm trời ơi trời mắm ăn thích tới mũi mẹ sẽ thấy luôn đây 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 đừng đem trước đó dám mà có một bít chịu xài mấy hồi á một bít chịu xài gì cứ kho làm tới thì trời ơi mình xài ngày. Chứ là một muối xài. Muối ăn đó. Ăn ngon gì đó. Ăn đó để nhiều nước rất mùi đó. Cần muối ngon thì ngon rồi đó nhưng mà để nhiều rất mùi. Bỏ ít chưa? Ủa? Vậy nó tà no đó bỏ ít à. Ừ. Cái hơi thôi. Dứt bỏ. Dứt cái bỏ nè. Dứt bỏ. Chuyện đó để người ta làm mình bằng cá cứ lại bằng đi ha. Ê, tính chưa gì bữa tay sao bông? Không có, rửa cái rổ, mình cá bà chè bà mợ ơi. Ờ, cá này con có bảo bà mợ ra, bà mợ đừng lo. Trời ơi. Làm gì khóc? Trời ơi. Tự nhiên trời ơi, làm sao? Quá wow. Ừ. Rồi sao cá này có ai ốp chưa? Tăng, con có làm gì chưa Tăng? Để đang làm cho. Chiên lạc nhất là xèo cho bạn. Ốp sơ qua muối một ngọt rồi vô. Ngọt ăn mấy đường ngon như hổm vậy sao? Làm như có hổm ngon không? Kỳ ta. Hả? Con tính làm cái gì? Nè, là bằng của ông mời. Này, cái thao trắng đó kìa. Nó còn để cái thao cá xuống. Đây, má chỉ, con để cái thao. Má về, má nó chỉ cho mình. Rồi, lấy cái nồi múc cháo riêng cho mười luôn đi. Đây. Cái hàng giao cho mấy đứa đó. Giao rồi. Hả? À, múc cháo riêng cho ông luôn đi, để hồi đó ông ăn lấy được nữa. Lấy cái gì múc cho mười đi. Rồi, mấy đứa cái xong ấy đâu rồi. Cái gì? Để đâu đó, ta lại cho mười. Ba mười để tân kia kìa. Ba mười đâu? Anh đi vô trong tổng xong rồi, em đem để tân kia. Đây cho mười được không? Cà phê đừng lấy cà phê nhiều quá. Đây, cái mới có sạch. Cho mười đi. Nè. Múc cho mười sao này đi. Múc gì? Hành tím nãy rồi cả nhà. Rồi phi bỏ vô. Để phun cà phê đi đừng cho nó ấy nè. Thấy có cái dầu nhỏ ở đây. Khổ tận ra con lấy cái. Đi cà phê đi, cái sạch lấy bầm đi. Hả mà má có bầm không? Bầm mà, má bầm mà. Bầm nhưng mà ý nói là để lấy mớ cái sạch ăn nha. Cái sạch nó ngon. Cái sạch chiên nó giòn. Hiểu không? Con hiểu chưa? Được chưa? Cái sạch đó gửi không chưa? Cái này của ông mượn không? Để múc riêng là cho ông, tại ông có ăn được cái mấy cái kia nữa mọi người. Khó ăn lắm. Cái giò cái ca nấu cháo mà không được.
Hồi sớm mình có hay tắt phải không? Có má hay thì má đợi không cần. Mấy cái bay nồi ra đây con nồi. Đây con nồi ông nè. Dạ. Nồi này đi đang hồi có gì đang hâm ké nóng vô. Rồi. Khoan đi rửa. Rửa đi. Ui. Ông thấy cà, ông thấy bánh nó để chưa? Chế ông dọn cái đầu bàn lên coi, nãy về má để cái bàn đó mà. Cái bình đen đó. Bình đen luôn á. Rồi, đâu cái nồi của ông đâu? Sang qua. Rồi, như đây thấy bà rồi. Rồi. Đó, đủ chưa? Rồi. Rồi mình ngồi lên biết cô này cái nồi nào ta? Nó còn nồi này cá sao phải vô cho sao đủ? Chắc không chơi luôn cái nồi này. Ừ, cái đó đó. Ừ. Rồi múc lên. Có nước rồi nhớ uống. Ở cái đó hồi nãy là hút chết luôn. Anh ăn này giùm em cái danh. Đủ cái gì cũng ăn ly ở đây. Sai cái gì cũng ăn ly ở đây. Đi ra. Nghiệt chưa thầy. Đợi thì hay lâu thì còn đợi. Tụi nó đi. Rồi, đổ cái đó. Đi nữa đi. Mà nó thiếu nước cháo tự xuống lấy. Giờ hồi bố trí ở ngoài đó luôn phải không? Ở ngoài luôn. Nhưng yeah, hồi lấy ghế ra chịu cực kì. Bơi kinh thôi. Ừ. Rồi lỏng lỏng vậy ngon nè. Đi đi, rồi cái dao sẵn rồi kìa. Rồi cái chảo chiên cá hả? Đi, cái màn chiên cá cái nó đi. Cho mở cái sạc đi rồi mời. Thôi khỏi cái sạc đi. Lấy mấy con này thêm 2-3 con nữa là được rồi. Rồi. Rồi vậy được rồi. Nó dầu nè. Nó gọt đâu? Ngọt á. Cho miếng nước ngọt vô. Uống mặn nhanh đó thì chút xíu nước mắm vô. Đường không? Khỏi đường cháy luôn á, dục luôn á. Chế dầu vô đây nha. Chế dầu vô đây à? Chế dầu vô chảo đi. Thôi chưa ăn không nước nữa à? Kêu mày giao nha. Nó kêu cái nhanh mà. Cái đó kêu cái dĩa đổ ra dĩa ta. Rồi ok, để tìm mới. Âm ngồi. Đổ ra dĩa nè. Cá chim. Rồi kêu mãi ra đi. Bây giờ dịch ghế ra mãi đi. Cá không nước mắm bao. Dính dạo dính.
phải gan vậy nè. Rồi cả nhà bây giờ là cháu đã nấu rồi nè, cá giờ bỏ vô nè, ăn tại bàn luôn. Lần đầu tiên trong nồi cháo có cá giò. độc lạ trà Vinh nha, cá giò nấu cháo nha cả nhà. Tía nãy vừa nói cháu hỏi vừa nói xôm tủ trời ơi. Đây công bắt sáng vậy. Giờ là tới mình lúc mình thưởng thức dạ, thành quả cá của mình. Qua bên đi, cá để qua bên. Lấy nước đưa anh cái ghế quay. Anh bắt cái ghế để cá. Để cá. Rồi chùi ở dưới rồi. Đẩy qua đây đi, qua đây. Ủa, quá trời ơi. Vô. Quay cảnh múc vừa coi. Vô cảnh múc vừa. Thấy khế rớt nhóc luôn anh Trường. Khế rớt nhóc luôn vậy. Nhà của người luôn. À, đang vừa cao nghỉ quần lên coi ta móc kìa. Xuống quay ở đây nè. Ngay đây nè. Okay, chắc thiếu nợ rồi. Đang chút. Ủa, vô đi. Tiếp. Vô hỏi. Mời. Rồi vô. Chuyện của ta làm nó chạy người ta đi. Vô. Nè. Cúng kiến nhà ông Cúng ơi. Ừ, đưa ông chủ sĩ cúng kiến vô đi. Trời ơi, được nồi cháo thêm đặc đặc sản Trà Vinh đó hả? Dầm rồi. Xương thạnh đó hả? Xương thạnh đó. Đặc sản Trà Vinh luôn ạ. Ủa của ông già vợ người ta móc riêng. Ông phải ăn riêng cái chịu nha. Ăn chung là không được. Để à, nè đi mua giùm anh. Mới mua lít nhiêu ạ? Ủa mà ở đi đắp bên này người ta bay qua tới bên kia. Nè, lít thì thôi. Đi. Bí. Vâng, làm với cháu hả? Rượu uống sao vậy? Thì để bỏ vô miệng uống thôi, uống sao vậy? À, lấy 2 lít đi. Gắt hơn cái kia. 45 chục đó, vừa đòn luôn đó. Uống nó nồng hơi kia. Để ăn gì đó, để cúng gì đó. Cho cậu gái. Mày muốn xe nào xe. Muốn xe nào đi cũng được. Phụ tắt mưa tắt biển bắt cá. Rồi cái thả cá mới. Mẹ mà dữ dội chứ. Vô. Đậu nó mệt. Quá là ngon. Ngon. Ngon cái bụi ngon. Ngon rồi. Có quên ngon là lẩu tủ nữa. Ờ, ngon nha nhớ rồi. Không có chơi mình ăn nha. Nặng nha. Quốc thử ăn con cá nha mọi người. Nặng lắm rồi nha. Cái chiên. Thằng ngôi nó giòn. Ờ, liệu 90 đó. Nghe không? Chết mẹ rồi, sọc. Rồi, vô. Thí vũ được rồi. Chọc rồi. 2-3 vô. Vô. Tân uống đủ rắn, tân khè vậy. Mà nó chua nè. Chặn gió lại. Đang đó mời khán giả vậy thôi à, tham người khán giả dùng đó, mời khán giả dùng này kia, khán giả ăn cháo đúng là cái hạm đội của tem. Nghe được cái gì của đâu nói được like nó được cái like à. Ủa vô chưa nước mắm mà cứng quá hại uống chưa. Rồi mới uống. Thì làm nồi cháo bỏ cái nào? Cháo rau đắng. Cháo cà phê rồi rau đắng. Hay mặn. Hay mặn hả? Trời ơi tại hết nửa miếng đường. Quá quá đã. Cái đó chua không? Quá ngon. Cháo cá nó ngọt quá, tưởng thần. Tiên sợ bạn ta. Đó giờ mới đứa ăn cá cháo cá cháo phi. Sáng để nhổ cho con gần. Tay mà bỏ vô nó ngọt không dữ nữa. Ừ. Ủa. Biết rồi ta. Nãy là ông miếng ở cái giả coi trời ơi. Vô không sợ ta coi. Ừ. Mới cái tay. Dần rụng luôn á. Nhà xíu quá.
chưa đâu, cái nồi cháo của mình mới đã. Rồi đó, nhanh làm tráng cháo rồi. Ôi, đáng ăn không bỏ vô. Rồi đó, học từ ơi, cho cá chín hả? Ông ơi, nhanh làm tráng cháo ơi. Cái nào tới cho thôi. Mời nhà nha. Wow. Cá này mới bỏ cá sống rồi hả? Ừ, cá sống rồi hả? Nó nãy giờ ấy rồi đó. Sau nãy giờ chín là bà rồi. Chiếu ơi. Chút nó rồi. Chín rồi. Có cá giò rồi đó. Rồi chưa chín không rồi, chúng ta không có ối luôn. Không có gì nó trọng ăn rau muống không à, nó đâu có gì nó ăn đâu mà sợ. Cá nuôi lan mà. Chín rồi, đẩy chín. Cái gì em muốn sống rồi chứ. Rồi, ở đây có rồi. Con dữ lắm, hai con dữ lắm. Nói chung cá giò mà nấu cháo này nó độc lạ luôn đó. Nói gì cá giò nấu cháo. Đó giờ chưa ai nấu. Nè, mời. Thầy cá có muối rồi ta. Hả? Cá có muối á. Hèn chi bây giờ chấm nước mắm bởi vậy sao nó mặn. Hèn chi nó cứng phải rồi. Anh em nước mắm ngon chết nó vậy. Nó chết liền sao kỳ vậy. Thịt như vậy. Làm những cháo rồi cho khỏe. Cháo nhóc nè. Quay được cháo cái giò không đỡ. Tới làm cháo cháo đi. Cháo hả? Cháo nhóc nè. Cháo chín rồi lạc. Cháo đu đăng nữa, cá nhóc nè. Cháo mắm. Cháo bên tiên. Tổng còn nhóc đem đây ra lần lần từ từ vậy chứ. Ông ngồi đây ông không ăn không chín đâu đâu, thiệt. Sớm mà giỏi. Ông ngồi đây không thấy ông đâu. Đủ mới mà ăn cơm. Thiệt mà ông ngồi ở phía xa không thấy ông đâu. Sớm mà ngồi mà đói. Đói quá đói, quá đói. Để cho nó đây rồi đi. Ăn mà ngon. Mày mất con gùi này kìa. Phải vậy, cắt ao bắt cá nướng tại chỗ vậy, đã. Mà cho ngọt hơn cá giờ đem về đây. Cái nướng ăn chưa đã đâu thiệt á. Bắt hai con thôi được rồi, cho nó được rồi. Tính chưa cho mày chốt con ăn cho đã. Quá trời quỳ giống. Mày không nói sớm cái bự giục mẹ nó rồi. Từ quá không? Có cái một cánh nha. Dặn cá nó giờ. Dặn ươm luôn, dặn tươi luôn. Được rồi, được rồi, được rồi. Chai giờ chín tới ngọt. Nói chứ chín thấy bà đồng. Thấy lửa cá, thấy lửa chín rồi không? Nồi cháo cá giò. Bỏ thêm hai băng cá phi. Hơi độc, hơi độc lạ. Nhóc rồi, mấy ông này hồi nãy. Mấy ông này ăn rồi bỏ vô đi. Đợi nãy giờ đợi, từ từ. Sao đặc quá. Vô đi. Rồi ơi, nồi cháo nó ngọt, cái tới luôn rồi. Vô. Này đi tới anh hả, tới em à. Tới anh đó. Mời cả nhà miếng chiên bánh vậy. Cá giò nấu cháo nha cả nhà nha. Cá giò mà nấu cháo cái thứ gì bằng nữa. Con tay tay có coi ưng thái không vô cả nhà ơi. Ghê à. Giờ béo ngọt ghê lắm. Ăn đợi cho mồi thứ mồi à chị anh Hải cái giò hả đấng ngon lắm á cái ly nước cái giò sạch mà gì ly nước đâu hết nước rồi nghe ao ngoài đồng ao sạch ly đâu ly rồi ly đâu có thấy rồi nãy mới uống rồi để đâu cứ mới để nên mà đâu chưa rồi nãy biết cái này dạ, ly nó cộng kìa trời ơi nè. Đứng gặp một tiêu đấy. Quá ngon, căng bụng luôn. Mẹ nó cháo về mà không có miếng gió hả? Cá sặc nè mọi người. Nãy cá sặc bắt cái ăn kêu thôi ăn cá lớn không cá sặc đâu. Người ta lo bắt cá lớn rồi anh thường đi bắt cá nhỏ nhỏ nhỏ. Đây đây. Thường không ai ăn cá sặc đó chứ. Dạ cái sặc mới gọi là bò bén nè. Sao hết quá. Cay hả? Đi ngủ rồi. Dạ. Thiếu cái nào ta kêu liền á.
quá đã. Đó. Vô. Nằm với cháu à. Vô rắn rồi, bỏ vô miếng rồi. Mới bỏ cá vô á. Rồi, cá này bỏ vô vậy nếu sôi để chín thì bà. Vô. Nó nóng. Đâu phải làm, kinh không? Đâu phải làm cái bỏ chu 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 chu. Nóng quá. Cháu nóng hỏi húp sao nổi. Ừ. Làm bỏ chu 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 vậy đó. Sôi kêu đó, kêu húp sao húp nổi. Ủa cái này ngọt quá ngọt. Như nóng vậy, mình lấy ra mình bỏ dưới mình múc vô. Ừ. Rau đắng nó bỏ dưới chén múc vô là. Giữa tay lấy rau đắng bỏ vô tao móc. Ăn nhẫn ngon. Có cá trong này mà. Cởi, bỏ tao bỏ vô đi. Cá dồ của cáo. Cái đầu tiên trong cuộc đời. Quá đã. Vô. Nó mặn à? Nó mặn cái dồ à? Rau đắng. Đó hết rồi. Rau đắng mọc sau hè. Một con eo. Tưởng nó không đáng ai ngờ nó đáng không tưởng. Nó cắt xác quá. Nó cắt lên trên non xíu. Cắt lên dưới già. Cái này giờ có lật lại rồi mà. Thôi cả nhà ơi, giờ anh em mình sẽ kết thúc chương trình tại đây nha. Thì mong cả nhà hãy đăng ký kênh và theo dõi và chia sẻ video cho anh em mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. Bye. Bye.